Xin chào các bạn khán giả của Hố Sành Kiến Thức. Các bạn thân mến, mặc dù từng sở hữu lực lượng quân đội hùng hậu và hiện đại bậc nhất thế giới sau khi kết thúc chiến tranh chống Mỹ, tuy nhiên đối với Việt Nam hiện nay mà nói, chúng ta đang trải qua một giai đoạn hết sức phức tạp với những vấn đề an ninh cả trong lẫn ngoài nước. Có thể thấy, các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, đã có những bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực mua sắm, thậm chí tự sản xuất vũ khí. Do đó, nếu muốn tiếp tục giữ vững, thậm chí là gia tăng như vị thế quốc gia, thì vấn đề hiện đại hóa quân đội cả về số lượng lẫn chất lượng đang được đặt ra hết sức bức thiết. Trong nhiều năm qua, Đảng và Chính phủ ta đã có nhiều phương án từ mua sắm, tự nghiên cứu sản xuất và thậm chí là nhận các loại vũ khí cũ từ nhiều nguồn. Mới đây nhất, trong một video cách đây không lâu, Hố Sành Kiến Thức đã thông tin tới các bạn thỏa thuận giữa Việt Nam và Ấn Độ khi gã khổng lồ của khu vực Nam Á muốn tặng một tàu chiến cho Việt Nam. Trong khi nhiều người còn chưa hết sửng sốt về độ chịu chơi này, thậm chí nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ về tính chính xác của thông tin, thì đất nước tỷ dân vừa xoán ngôi của Trung Quốc đã nhanh chóng cho con tàu này lên đường tới Việt Nam. Điều này thực sự tạo ra một ấn tượng không hề nhẹ. Hôm nay, thông qua video này, Hố Sành Kiến Thức sẽ cung cấp thêm thông tin để các bạn được rõ thêm về vấn đề này nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trong một diễn biến mới nhất, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tờ báo India Narasthip của Ấn Độ đã đưa tin tàu hộ tống của tên lửa INS Kirpan có tải trọng 1.350 tấn đã khởi hành tại cảng Visakhapatnam lên đường tới Việt Nam sau khi hoàn thành 32 năm phục vụ vẻ vang cho Hải quân Ấn Độ. Đây là một hành động trong một sự tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Tờ báo cho biết thêm, con tàu dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa khả năng của Hải quân quốc gia Đông Nam Á này, vốn đang liên tục giải quyết sự bành trướng chiến lược của Trung Quốc trong khu vực. Trước đó, quyết định này được công bố sau cuộc hội đàm song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại New Delhi vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Các tính năng này cho phép con tàu thực hiện nhiều vai trò khác nhau, bao gồm tuần tra ven biển và ngoài khơi, an ninh bờ biển, chiến tranh mặt nước, chống cướp biển và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Tờ báo cho biết thêm rằng trước đó, trong năm 2022, trong chuyến thăm Hà Nội của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, Ấn Độ đã bàn giao 12 tàu bảo vệ cao tốc cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Những chiếc thuyền hiện đại đã được ông Singh bàn giao trong một buổi lễ được tổ chức tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà ở Hải Phòng, khi ông Singh mời Việt Nam trở thành một phần của quá trình chuyển đổi công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ thông qua tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy tầm nhìn của Thủ tướng Modi về Make in India, Make for the World, có nghĩa là sản xuất tại Ấn Độ, sản xuất cho toàn thế giới. Cùng với đó, một tờ báo khác, tờ The Hindu, cũng đưa tin đây là lần đầu tiên Ấn Độ tặng một tàu hộ tống với đầy đủ khả năng hoạt động, bao gồm cả vũ khí đi kèm cho bất kỳ quốc gia nước ngoài thân thiện nào. Việc chuyển giao INS Kirpan cho Việt Nam cộng hưởng tầm nhìn của Ấn Độ về Vasudhaiva cùng Tupagam và an ninh tăng trưởng cho tất cả mọi người trong khu vực, thông cáo cho biết thêm. Trước đó, Ấn Độ đã từng tặng tàu nhỏ và trang thiết bị quân sự cho những nước như Maldives, Mauritius, cũng như tặng một tàu ngầm nhỏ cho Myanmar. Các sĩ quan và nhân viên của Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông NC do Phó Đô đốc Sanjay Vastanian, tham mưu trưởng dẫn đầu, chào tạm biệt con tàu tại một chức năng nghi lễ tại xưởng đóng tàu hải quân ở đây. Với những thông tin được đăng tải trên hai tờ báo uy tín nói trên, chúng ta có thể thấy rằng khoảng thời gian từ lúc hứa cho tới lúc tặng, quân đội Ấn Độ chỉ mất 10 ngày để hoàn thành các thủ tục. Đây thực sự là một khoảng thời gian nhanh không tưởng. Trong quá khứ, Việt Nam cũng được nhiều quốc gia tặng cho các khí tài quân sự, nhưng chưa bao giờ lại nhanh đến như thế này. Còn nhớ, những thông tin về việc tặng tàu tuần duyên lớp Hamilton đầu tiên mang tên USNS Morgenthaum, sau đổi tên lại là CFB-8020 cho Việt Nam đã được người Mỹ thông tin từ tận năm 2007. Tuy nhiên, phải 10 năm sau, tức là vào tháng 5 năm 2017, chúng ta mới nhận được con tàu này. Đối với con tàu thứ hai, USNS John Mikes, hiện là tàu cảnh sát biển CSB-8021. Tuy rằng đã nhanh chóng hơn, nhưng chúng ta đã đàm phán với Mỹ từ tận năm 2019 và chỉ nhận được tàu vào giữa năm 2020.
Và với con tàu thứ ba, mọi chuyện vẫn đang chỉ là những lời hứa. Khi từ tháng 4 năm 2022 tới hiện tại là hơn một năm rồi mà con tàu vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Một trong những vấn đề khiến các con tàu của Mỹ thường đến Việt Nam trễ là do người Mỹ chỉ trao tặng tàu cùng động cơ chứ không có các loại vũ khí đi kèm. Điều này xuất phát từ những e dè của chính phủ Mỹ trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Việt Nam. Mặc dù chính phủ Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận này từ năm 2016. Do đó, sau khi đạt được thỏa thuận, người Mỹ sẽ tiến hành tháo hết tất cả các loại vũ khí trên những tàu này. Bên cạnh đó, bản thân những con tàu này có thời gian hoạt động khá lâu. Điều này khiến trước khi đến Việt Nam, chúng cũng cần được đại tu sửa chữa và điều này thường sẽ ngốn một khoảng thời gian tương đối lâu. Trong khi đó, con tàu mà Ấn Độ tặng cho chúng ta bao gồm đầy đủ các loại vũ khí theo thiết kế ban đầu. Người Ấn đã chơi khá đẹp khi giữ lại nguyên vẹn. Bên cạnh đó, mặc dù có thời gian phục vụ tương đối lâu, nhưng các tàu này vẫn thuộc biên chế chính thức của Hải quân Ấn Độ và thường xuyên được bảo dưỡng để thực hiện các nhiệm vụ như luyện tập hoặc ghé thăm các quốc gia khác, nên con tàu này vẫn ở trong tình trạng khá ổn. Điển hình như vào năm 2008, chính tàu INS Kepan cùng tàu INS Kora đã có chuyến thăm tới cảng Hải Phòng. Về thiết kế, tàu có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar, lượng dẫn nước đầy tải 1.350 tấn, chiều dài 91,1 m, chiều rộng 10,5 m, mớ nước 4,5 m. Bên cạnh đó, tàu được trang bị hai động cơ diesel công suất 14.400 mã lực, cho phép chạy với tốc độ 25 hải lý mỗi giờ, tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 16 hải lý mỗi giờ. Thủy thủ đoàn 79 người, trong đó bao gồm 10 sĩ quan. Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại, với radar trinh sát mục tiêu trên không, trên biển Positive E, radar kiểm soát hỏa lực Gyalpur-Pro dẫn đường cho tên lửa đối hạm và radar MR-123 Vimpel điều khiển pháo hạm và pháo phòng không. Hỏa lực của tàu tương đối mạnh, với vũ khí tấn công chính là 4 tên lửa đối hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9, mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg. Trong một phiên bản nâng cấp, INS Kepan có thể chuyển sang sử dụng tên lửa KH-35 Uran, vốn rất phổ biến trong kho đạn của quân đội Việt Nam. Bên cạnh đó, tàu còn có một pháo hạm AK-176 cỡ 76,2mm, hai pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30mm, hai bệ phóng tên lửa SAN-5 cùng hai hệ thống phóng mồi bẫy PK-10. Tàu không có nhà chứa, nhưng sàn đáp ở đuôi cho phép tiếp nhận một trực thăng vũ trang hạng nhẹ HAL Group. Có thể thấy, Ấn Độ đang làm mọi cách để tăng cường quan hệ với Việt Nam khi chúng ta vừa có một vị thế khá ổn trên trường quốc tế, cũng như có khả năng sẽ trở thành khách hàng tương lai của tên lửa chống hạm BrahMos. Gã khổng lồ Nam Á chính là một trong bốn nước và cũng là nước thứ ba sau Nga và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam ta. Đây là một mối quan hệ mà không phải quốc gia nào cũng dễ dàng đạt được với Việt Nam, khi ngay cả Mỹ cũng đang chầy chật đề nghị mà Việt Nam vẫn còn bận suy nghĩ. Trước đó, Việt Nam cũng đã có những cuộc hợp tác về quân sự khá tốt đẹp với Ấn Độ. Còn nhớ, chúng ta đã cử đoàn thủy thủ tàu ngầm cho Ấn Độ đào tạo sau khi đặt mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo của Nga vào năm 2012. Sau đó, quan hệ giữa hai nước cũng dần ấm lên, nhất là khi chúng ta đặt mua đợt 3 một loạt Su-30 MK, MK-2 được Ấn Độ cải tiến thay vì chọn phiên bản 100% của Nga sản xuất. Số máy bay này sau đó đã được biên chế thành 3 trung đoàn để bố trí bảo vệ những vị trí trọng yếu của đất nước. Vào năm ngoái, hai nước đã ký một hiệp ước hậu cần quân sự mang tính bước ngoặt, cho phép sử dụng căn cứ của nhau để sửa chữa và bổ sung vật tư, cũng như tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc sắp xếp các chuyến thăm của tàu chiến, máy bay quân sự và binh sĩ tới lãnh thổ của nhau. Các bạn thân mến, mặc dù cả tàu chiến của Mỹ và Ấn Độ hay bất kỳ quốc gia nào khác tặng cho Việt Nam ta cũng đều là tàu cũ, đã có thời gian sử dụng khá lâu và miễn được tặng là tốt rồi. Nhưng việc Ấn Độ thể hiện sự sốt sắng của mình vẫn để lại những ấn tượng khá tốt. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu rằng mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ còn phát triển mạnh hơn hay không? Xin mời các bạn cùng bình luận xuống bên dưới video để cùng trao đổi nhé!
Nếu thấy hay, xin mời các bạn hãy bấm vào nút thích và chia sẻ để kiến thức được lan tỏa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hố Xanh Kiến Thức. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!